súc vật sau khi súc vật khi bị giết hại bị đánh đập giả mang hoặc bị hành hạ à, bởi con người thì đó có phải do nghiệp của chúng không hay là con người đang tạo nghiệp với chúng ạ à, thư sư những mạnh thường quân hay những người cu mang cứu trợ động vật họ có được phước báo không vì đức phật cũng có dạy bảo vệ sự sống muôn loài nên loài vật cũng cần được bảo vệ chứ không phải riêng con người và sư cho con hỏi nữa là cứu mạng hay xây trạm bảo vệ yêu thương động vật có đi sai lời Phật dạy không à, những câu hỏi như vậy đó thì quý vị có thể tự trả lời được tự suy nghĩ à, sư không phải là sư chê trách À, hay là sư um, nói cái gì à, mà nó um, tiêu cực à, tức là nói uh, sao tại sao không tự suy nghĩ không tự động não nhưng mà đó uh, có những cái vấn đề mà bản thân chúng ta có thể tự giải quyết và chúng ta tập suy tư um, chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào ví dụ như trong vấn đề này uh, ngoài cái câu hỏi đầu tiên thì sư trả lời như thế này, sư đã nói rất nhiều lần, à, đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Một con vật ấy nó bị đánh đập thì không nhất thiết là phải do nghiệp của nó, à, mà nó có thể là do cái sự chủ động, do cái hành động của đôi bên. Ví dụ như à, con vật đó cái bản tánh của nó là nó uh, nó phá phách và nó có ác ý nó phá hoại ví dụ như có một ngôi chùa đấy à, quý vị uh, có đến uh, chùa khỉ ở vũng uh, tàu thì quý vị thấy có những con khỉ đó à, thực sự mà nói thì nó nó lại thích nhảy lên trên cái máy cái máy nhà cái nhà chẳng như mái của chùa nhưng giả sử nó không nhảy lên mái của ngôi chùa đi thì nó nhảy lên mái nhà của người ta và nó cảm thấy như vậy là nó chơi vui cái vấn đề đó là nó không ý thức được nó không ý thức được đó là cái chuyện không nên làm nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thể nói nó làm sai nó không ý thức được nó làm sai không có nghĩa là nó không có làm sai và khi mà nó đã cố ý nó làm những cái chuyện tương tự như vậy, đây là sư đưa ra một ví dụ thôi chứ sư không nói là đúng ừ, cái người mà ứng xử với nó như vậy là đúng. À, giả sử như người nó nhảy lên nó phá cái máy tôn của người dân mà người dân vừa mới thay xong thì nó lại nhảy nó phá nữa. Rồi người khác lại nó phá hư thì người ta lại sửa, người ta lại thay rồi nó lại nhảy nó phá nữa. Thì như vậy khi người ta bắt được nó đó thì có thể là người ta đánh đó hoặc thậm chí người ta giết nó sư không nói là những người đó họ làm đúng nha sư không nói những người đánh đập cái con khỉ đó là đúng hoặc là giết con khỉ đó là đúng nhưng mà rõ ràng đấy cái việc mà dẫn đến nó bị đánh ấy, là nguyên nhân do con khỉ không thể đổ thừa do nghiệp được à rồi có những trường hợp như à, một cái đứa bé nó không ý thức được nó không ý thức được là cái việc nó làm mà đúng hay sai mà nó chỉ đơn thuần nó bắt cái con chuồng chuồng rồi nó lặt chân con chuồng chuồng hoặc nó lặt cánh con chuồng chuồng hoặc nó ngắt đầu con chuồng chuồng cái việc con đứa con nít ấy, nó không ý thức được nó làm sai không có nghĩa là nó không có làm sai quý vị hiểu không hiểu vấn đề ha thì mình không thể nói là do nghiệp nha có những vấn đề đó chúng sanh tạo à, làm những điều ác là cái nguồn gốc ấy, do tham lam Ví dụ như à, mình muốn ăn muốn muốn ăn thịt một cái con muốn ví dụ như mình muốn chữa bệnh hoặc là mình muốn làm một cái gì đó à, một số bài thuốc thì à, nó nó làm cho mình khỏe mạnh cái vấn đề thân của mình ấy, làm cho mình khỏe lên thì có một số bài thuốc nó cần những cái con này con kia thì mình lại đi mình bắt mình giết những con đó để mình bồi bổ cái thân của mình thì như vậy đó là bị thúc đẩy do tham lam à, hoặc là những cái đấu trường mà cho chó đấy, ví dụ như là cho chó nó đấu nhau thì à, mình hành hạ con chó chỉ bởi vì là để thỏa mãn cái lòng tham của mình do nó đem lại thu nhập đấy mình không thể đổ thừa cho nghiệp rồi có khi là cái mục đích ấy, nguyên nhân là do sân tức là con chó nó nó ị bậy ở trước cửa nhà của mình rồi nó ị bậy một lần hai lần nhiều lần mình nói hoài không nghe thì mình tức giận và mình đánh thì cái sự đánh đập đó là xuất phát trong sân mình không thể đổ thừa cho nghiệp rồi một cái vấn đề nữa là như sư ví dụ ở ban đầu là do si tức là mình không ý thức được đó là sai lầm không ý thức được đó là ác nghiệp không ý thức được đó là điều không nên làm và mình làm cái chuyện đó như đứa con nít nó ngắt cánh con trùng chuồng hoặc là như con khỉ nó cố ý nó nhảy lên nó phá nhà người ta mặc dù nó không ý thức được nhưng mà nó là do si thì chuyện đó mình không thể đô thừa cho nghiệp nha thì ngoài những cái vấn đề đó thì trong số rất nhiều những cái nguyên nhân thì mới có một nguyên nhân là do nghiệp đấy xin à, đưa ra một ví dụ để cho quý vị hiểu là tại sao mình không phải cái gì cũng đổ thừa cho người ví dụ như à, khi một người chết ấy, có nhiều nguyên nhân để họ chết à, chết đuối nè à, chết do tự sát nè chết do keo cổ nè à, chết cho điện giật nè chết do tai nạn giao thông nè à, chết cho hết tuổi thọ nè chết cho bệnh nè nhưng mà một trong số đó thì có một cái chết là chết do bệnh thì như vậy mình cứ mặc định mình cứ thấy người ta bệnh là mình nói ờ à, cái này do bệnh mà chết điều đó không đúng cũng vậy đó mình không thể mình đem tất cả mọi thứ mình đều đổ thừa cho nghiệp được cái đó không có nên nhưng mà đương nhiên là trong số tất cả các nguyên nhân đó có một nguyên nhân là do nghiệp do cái nghiệp đời trước chúng sanh này nó nó hành hạ mình nó đánh đập mình, uh, nó thậm chí nó giết mình, cho nên đời này khi mà mình thấy nó, thì mình có cái lòng căm thù nó, mình không thích nó, mình muốn trả thù nó, mình muốn làm hại nó, mình muốn cho nó đau khổ và mình cảm thấy cái chuyện nó đau khổ làm cho mình thích thú. Cái đó là do nghiệp. Ha. Và đương nhiên ấy, cái việc mà cái con vật mà nó bị hành hạ là do quả của nghiệp nó phải chịu. Trong trường hợp do nghiệp nha chỉ riêng trong trường hợp do nghiệp thì đó là do cái quả nó phải chịu nhưng mà cái người làm ấy là họ tạo cái nghiệp Nha. cái người làm họ tạo nghiệp với nó và đương nhiên thì nó sẽ tạo nên một cái vòng oan trái lẫn quẩn và trong cái dòng sinh tử luân hồi đó không có ai đúng hoặc sai Uhm, hoàn toàn, tất cả đều là những người đáng thương, đời này họ làm đúng, đời này họ làm sai Nhưng mà đời sau nữa thì chưa chắc đã như vậy, uhm. người ta cứ trả thù đi rồi trả thù lại, lẫn quẩn như vậy Một khi đã có bắt đầu á, thì thường chúng sanh họ không biết cách để kết thúc